Blue Bunny, thỏ xanh TV. Mèo và thỏ câu cá. Mèo và thỏ là hàng xóm với nhau, nhưng họ thường xuyên gây cãi nhau. Một hôm, mèo ra bờ ao câu cá. Thỏ cũng câu cá ở bờ ao bên kia. Một lát sau, cần câu của mèo động đậy, mèo vội giật cần câu lên. Cùng lúc, bên bờ kia, thỏ cũng giật cần câu lên. Thì ra, mèo và thỏ cùng câu được một con cá. Mèo hét to: "Con cá của tớ!" Thỏ không chịu: "Con cá ấy là của tớ!" Chợt thỏ nói: "Đừng giành nhau nữa, mình chia con cá làm hai." Mèo lại hét: "Không!" Vừa lúc đó, sói đi tới. Sói nói: "Đưa con cá đây, ta xử cho." Sói gỡ con cá ra, rồi sói bỏ con cá vào miệng ăn ngon lành. Ăn xong, sói nói: "Phải chi hai cậu biết nhường nhịn nhau thì mỗi cậu được một nửa con cá rồi." Mèo và thỏ bây giờ mới thấy ân hận. Từ đó họ sống vui vẻ, hòa thuận với nhau, lại thường xuyên rủ nhau đi câu cá. Qua câu chuyện, các con và các bé hãy nhớ nhé là bạn bè phải nhường nhịn nhau, đừng để kẻ xấu lợi dụng, thì đến lúc đó chúng ta không còn gì mà hối tiếc và ân hận. Nội dung làm video được dựa trên bộ sách Bé đọc truyện và tô màu, gồm 10 quyển sách đang được bán tại các nhà sách trên thị trường. Mời các bạn nhấn đăng ký kênh và nút chuông để nhận thông báo các video mới nhất nha. Xin chào!